Con ở đó quăng lên nó hay. Ví dụ cặp đèn này, một đô các cháu mua
bằng ít cả chối bằng yên thôi, nhưng mà cũng khá tiền đó. Như cháu nói bằng hiện vật, như vợ chồng người của cháu thì bên mình này, cháu cũng điểm Huynh, là cũng bằng thập đèn. Bà Tôn chúng phong bằng tiền, đến cuối cùng mua thập đèn, rút tiền ra để mua thập đèn. Đó, rồi con cháu tiền thì đắp. Thế còn con cháu gần đây nhất 2017 là cháu mình. Mình nghĩ này, nó xem như thế này. Mới mua một bộ gì ấy? Nào, với một cái đồng, cái đồng bằng ta thu ấy. Là con muốn như thế, thì tiền bao nhiêu cũng biết. Đó là như thế là riêng cháu Phong không nhất mà được lên là cấp là công an, và cháu công đức một điều riêng cho ông ạ, công đức một điều riêng nó hiện nay một điều đang bị hóa nói nữa là các cháu nói là mới nhất nữa này. Còn trước đây thì chúng Phong có danh sách rồi, thế còn báo cáo á thì cái đó. Thế bây giờ á, là theo tinh thần thống nhất là con cháu công đức tốt nhất là bằng hiện vật. Còn từ trước nay công đức tôi thờ bằng hiện vật nào hướng án nào là còn cái nghề cái khác là có thì là thờ hết rồi. Thế năm 2018 này là bác kêu gọi và đề nghị con cháu xung phong bằng hiện vật. Nghĩa luật là chủ yếu cấp vật trụng nhà thờ là sai lầm, đủ đi bội mấy là sai lầm. Nói lên ý thứ nhất là hàng rào nước cổng này là không hàng rào qua cổng, hai cái dây chân dài thì cắt đi. Thế còn là cháu cứ đề nghị là cháu với chồng Minh và chồng Vinh cũng sẽ xung phong bằng nghĩa luật. Thế nói bây giờ cháu mới chỉ có cái là hướng án, tôi biết là bác ước mình rồi đấy, chỉ có cái là cái gì ông Tân nói đề nghị cọc đèn sáp bằng đồng, thế đang nghiên cứu mà cháu rất sẵn sàng. Còn bây giờ là 2018 này, từ cái tiêu của cháu Phong ra là công đức hiện nay đang ở chỗ bác nè, với 5.1 này 6.1 5.9 đang ở chỗ bác. Với cháu Phong vừa rồi năm lên cấp to hơn là cũng là thờ của công đức một điều đang ở chỗ bác. Đó kinh tế hiện tại là cái con này. Còn bây giờ trở đi 2018 này bác kêu gọi con cháu có tinh thần thì bằng tiền thì ta công bố khi người ta làm thái đây sắp ra. Thế còn như là anh mô mà có tinh thần với tổ tiên mà đi mô ăn cắp là thờ là thái là đặc biệt. Nhưng mà ra thì có bất kỳ chưa? Đặc bất kỳ gì chưa? Tam cái cái giống biết bao nhiêu biết 400 và cái là cũng được là cũng được từ nước này nói chung là về đóng nhà thờ này được không? Ở đây bác xong chưa cho tôi? Được rồi. Còn bây giờ 2017 đây, tháng 2018 là đề nghị con cháu bằng còn nếu bằng tiền thì hiện nay bác công bố luôn là Phong là một điều thôi, là con Toàn Ngọc Ngọc hai là Ngọc ơi hôm nay là Ngọc
lấy cái sử ghi lại, ai ủng hộ ghi lại cho anh. Không, 2018 này thôi. Chưa, mới thế còn chỗ Vinh với thằng nào thằng Không nó nói bằng hiện vật đang nghiên cứu chỗ Vinh cái này rồi anh lương 500 là 4 ông là 2 triệu chưa đưa tiền mới lên tiếng cho thôi. Thu luôn Ngọc, cho Ngọc ghi luôn cho cháu nào. Thôi không đi tí cầm xong rồi cảnh này các anh các chú là họ ta là có cái truyền thống là trước cái này là có tinh thần là ủng hộ nhận lời rất là cao. Thì là theo cháu thế này, bao nhiêu lần cháu lên tổng bộ ở huyện Kiên Giang ấy thì là cháu thấy cái lòng của họ ta luôn rất là trầm trọng, cháu rất là đau lòng. Và cháu trong cái tiềm thức của cháu luôn luôn là mong muốn mình làm sao họ ta có thể cải tạo lại được cái lòng của họ ở nơi đó. Mà muốn làm được như vậy ấy chúng ta không thể làm được cần phải có một cái đóng góp của con cháu. Thì là hôm nay thì cháu được thay mặt vào trung tâm điện máy Nguyên Kim đó là một chuyện vô chứ vô chứ là nhờ cái phúc đức của nhân đâu là của cháu sẽ tinh thần thì cháu sẽ nói cho người đó hiểu. Thì là cháu có một kế hoạch như đó này rồi để mà xây dựng được cái lăng ấy thì là con cháu mình lên ủng hộ và lấy cái số tiền đó mình làm chính quy, sau đó đồng anh em mình ai khó khăn mình sẽ cho người đó vay và lấy một cái lãi suất rất là thấp, là ví dụ như là 4.8 chẳng hạn. Thì là trong một năm cuối năm là người vay sẽ trả cả 4 lẫn lãi, không trả hàng tháng mà trả cuối năm luôn. Thì cái số lãi và suất lãi và gốc đó mình sẽ có một cái khoản lớn hơn. Thì cho em ai cần vay tiếp thì cho vay tiếp. Còn không nếu như mình có ai vay thì người ung thư nhận vay mình sẽ cho vay được thêm một nhà nữa. Ngọc ơi, Ngọc ơi, Ngọc, đứng dậy thu tiền. Cái này là cái gì? 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 Cái
là mới đi tiếp đến chương trình thì anh em cháu trong dòng tộc của tôi ở đây để kiểm điểm lại một năm qua đã làm được cái gì. Nhân hết bố phát biểu cho nên là bác trưởng đã nói rồi, chúng ta chấp nhận đó là cái tốt và cái đi lên của chồng họ ta phải là chi nhánh ta. Thì với là cháu trong chồng họ rất đúng rồi, phải có hai đứa là mình đi xa, cho nên là tuy là một đại trưởng là một chị anh em rất nhỏ, nhưng mà cái đi nhánh ta anh em ta là cá nhân trước kia là đoàn kết rồi, cái thứ hai nữa là cái học hành thì lên hẳn thì học này thì nên là sẽ so bằng gốc đó, bằng chức phẩm nghe nó lớn thải thì cũng được, nói là nghe hết rồi. Thế nếu như báo công thì xin phép chữ ho, chữ ho tộc là gia đình tôi, chứ là đi xa, lời mặt luôn ở nhà cũng nghiêm, năm qua rồi vất vả nhưng cũng làm ăn được, thứ tư trong đó cũng làm ăn được, biết như là mỗi tầng tăng ăn biết là đạo. Còn tôi thì năm qua cũng là đã được thành công rất nhiều, và năm ngoái tất cả cùng ngày này năm ngoái đứng trước báo công với họ cái tổ tiên là con cái thành đạt, nhưng mà năm nay thì tiến bộ hơn nữa là sắm sanh trong gia đình và cháu đạt lại là vô cùng nghiêm túc và nó thực sự nó là đi đường rất thẳng không quanh co cả. Nói đến là con cháu ta hiểu chứ không, những người đi ta biết là không quanh co cả chỉ một đường thẳng luôn. Cho nên là lát nữa thì cháu đạo
là hàng năm thì tôi thấy thế này này, kể cả ngoài nhà thờ lớn và từng gia đình ta rằm mùng một đều có thắp hương. Nhưng mà tại nhà thờ đây thì khi thắp thì không, cho nên đó, mà thực ra nói là từ ngày như là lê tết rồi là rằm tết không mà có thắp hương thì bất tử nó thắp, kể cả thiên tài nước đôi thì bất tử nó hết. Thế thì tôi đề nghị là con ta cháu ta đã có làm như vậy rồi thì nên bàn một năm như vậy thích bao nhiêu tiền hương khói để cho bắt được và sống hơn một tháng hai kỳ năm và mùng một, đó là một năm. Thứ hai nữa tiền là tiền nước, thế thì là chúng tôi là có đề nghị đâu rồi nhưng mà cũng chưa có quyết định có đề nghị, cho nên là và trước đây thì tôi nói là con trưởng nó có cái hương khói hương hỏa đấy, nhưng mà đâu đi là người ta cả thế thôi, chẳng có gì cả, mà bắt là cũng phải chín người rồi, cho nên rất là đề nghị là cái con cháu là bên bàn chuyện đó thì chiều như biết là chú cũng phải mời lại cũng bằng đồ nguyễn được cũng không cố để nói là có nhân viên rồi là bốn ông nên là có cái bản đấy cho thấp nhất, thì theo tôi biết là thời gian không có nữa thì cứ đề nghị là xem thử có đồng ý là nhập lại kinh tế như vậy không, còn việc thu chi như thế nào thì sau này là giao lại cho bốn điều khoản nữa là đó. Chứ ta thì chủ ngồi đây mà bàn là cũng bàn hết thì cứ đề nghị hết. Không, cái con cháu ngoài kia nó có chi ngoài kia rồi,
như mình nhập lại như thế nào, cái đó là bốn tầng và trở thành một quy chung được nhá. Thế còn từ trước nay là ta không có cái chung nữa rồi, nữa cho nên cái đó là cái bàn con cháu rồi đó, một hai được chưa, muốn hoàn thành cái bàn anh còn lại. Nếu như con cháu có kiếm gì ai cũng không nữa. Tổng 258 thì cháu nhận được cái thành phố như sau ạ. Thứ hai hỏi bốn anh em nhà mới là 2 triệu. Rồi được rồi, 1 triệu. Cô anh con tiền là 1 triệu. Cháu Yến, Yến Huynh với cả cháu Mai là 500. Cháu Đạt bằng điểm là 500. Điểm là 500. Thì gia đình là 500 ạ. Tổng cộng là 6 triệu ạ. Rồi. Rồi. Cái. Rồi cái chung về. Rồi. Có